Và bất khả thuyết, bất khả thuyết là một bất khả thuyết truyền. Phật lại gọi một tiếng thiện nam tử. Mười vạn là một lạc xoa, một trăm lạc xoa là một câu chi. Câu trì là một A-xữ-đa. Từ đây trở đi tăng gấp đến 120 lần, tên gọi là bất khả lượng truyền. Bất khả lượng truyền, bất khả lượng truyền gọi là một bất khả thuyết. Bất khả thuyết, bất khả thuyết gọi là bất khả thuyết truyền. Bất khả thuyết truyền, bất khả thuyết truyền là một bất khả thuyết và từ đây tăng lên đến bất khả thuyết truyền, vượt qua số lời nói gọi là bất khả thuyết. Chữ đại biểu số mục, Trung Quốc có 23 số, 1 đến 10 là 10, 10 lần 10 là trăm, 10 lần trăm là ngàn, 10 lần ngàn là vạn, 10 lần vạn là ức, 10 lần ức là triệu, 10 lần triệu là kinh, 10 lần kinh là cai, 10 lần cai là tử, 10 lần tử là nhưỡng, 10 lần nhưỡng là câu, 10 lần câu là giản, 10 lần giản là chánh, 10 lần chánh là tái. Tái là ý nghĩa trời đất không thể dung chứa. Tiểu thừa có 60 số đến vô số là ngừng. Trong phẩm này có 124 số tăng dần lên đến bất khả thuyết truyền là ngừng. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì Bồ Tát Tâm Vương mà nói bài kệ rằng. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì Bồ Tát Tâm Vương mà nói ra 120 bài kệ dưới đây dùng để trả lời vấn đề của Bồ Tát Tâm Vương hỏi. Không thể nói ra bất khả thuyết, đầy rẫy tất cả bất khả thuyết. Trong các kiếp không thể nói ra, nói bất khả thuyết không hết được. Vì không thể dùng lời nói cho nên không thể nói bất khả thuyết. Không thể nói nghĩa là hình dung quá nhiều, không biết có bao nhiêu, cũng có nghĩa là không khi nào nói hết được. Vì quá nhiều, trong hết thảy thế gian đều đầy rẫy tất cả không thể nói. Dù không thể nói ra trong tất cả đại kiếp, nói không thể nói, cũng nói không thể hết được. Nói không hết được, vẫn có thể nói, cho nên không thể nói hết được. Các cõi Phật nhiều bất khả thuyết, thầy đều nghiền nát làm hạt bụi. Cõi trong một bụi bất khả thuyết, như một tất cả đều như vậy. Có các cõi Phật nhiều không thể nói được, đem những cõi đó nghiền nát ra nhỏ như hạt bụi. Ở trong mỗi hạt bụi lại có cõi Phật nhiều không thể nói ra hết được. Ở trong mỗi hạt bụi đều có cõi Phật nhiều bất khả thuyết, rốt ráo có bao nhiêu, chúng ta phàm phu không cách chi biết được. Dù có dùng máy điện toán để tính, cũng tính không ra số mục là bao nhiêu, tại sao về có số thì có lời để nói. Bất khả thuyết các cõi Phật đó, một niệm nghiền bụi bất khả thuyết, niệm niệm nghiền bụi cũng như vậy, suốt bất khả thuyết kiếp luôn nghiền. Cõi nước chư Phật bất khả thuyết như vậy, ở trong một niệm đều nghiền nát thành bụi, số lượng đó nhiều không thể nói. Ở trong mỗi một hạt bụi lại có các cõi nước chư Phật, nhiều bất khả thuyết. Ở trong niệm niệm, hạt bụi nghiền ra đều như vậy, cùng tận bất khả thuyết kiếp, luôn luôn là như vậy. Bụi đó có cõi bất khả thuyết, cõi đó là bụi nói càng khó, dùng bất khả thuyết pháp toán số, bất khả thuyết kiếp số như vậy. Hết thảy cõi Phật trong mỗi một hạt bụi đã là bất khả thuyết, lại đem mỗi cõi Phật nghiền nát ra làm bụi, càng bất khả thuyết hơn nữa. Dùng bất khả thuyết phương pháp toán số ở trong bất khả thuyết kiếp như vậy để tính toán. Dùng các bụi đó đếm các kiếp, một bụi 10 vạn bất khả thuyết, kiếp đó khét ngợi một phổ hiền, không thể hết được lượng công đức. Dùng đủ thứ số mục hạt bụi như vậy để làm các kiếp. Ở trong mỗi hạt bụi có 10 vạn kiếp số bất khả thuyết, ở trong nhiều kiếp như vậy để tán thán khen ngợi công đức của một vị Bồ Tát Phổ Hiền. Không ai có thể nói hết được Bồ Tát Phổ Hiền rốt ráo có bao nhiêu lượng công đức. Một bụi nhỏ nơi đầu sợi lông có bất khả thuyết các Phổ Hiền, tất cả đầu lông đều như thế, như vậy cho đến các pháp giới. Ở nơi đầu của mỗi sợi lông có Bồ Tát Phổ Hiền nhiều bất khả thuyết, ở tại tất cả hạt bụi đầu sợi lông có bất khả thuyết Bồ Tát Phổ Hiền, giống như vậy cho đến khắp cùng pháp giới. Lượng công đức của một vị Bồ Tát Phổ Hiền đã không thể nói hết được, hà huống là lượng công đức của nhiều vị Bồ Tát Phổ Hiền tận hư không khắp pháp giới, càng nói không hết được. Hết thảy cõi nơi đầu sợi lông, số đó vô lượng bất khả thuyết, tận hư không lượng các đầu lông, mỗi mỗi nơi cõi đều như vậy. Ở trên mỗi đầu sợi lông hết thảy tất cả các cõi, số đó nhiều vô lượng vô biên, không thể nói ra được rốt ráo có bao nhiêu.
Các đầu sợi lông đều ở tận hư không các pháp giới, mỗi một cõi cũng đều như vậy. Các cõi nước nơi đầu lông đó, vô lượng các loài khác nhau ở, có bất khả thuyết cõi loài khác, có bất khả thuyết cõi loài đồng. Tại mỗi đầu sợi lông có vô lượng các cõi Phật, ở trong mỗi cõi nước lại có vô lượng loài chúng sinh khác nhau, đang ở trong đó có bất khả thuyết cõi loài khác, lại có bất khả thuyết cõi loài giống nhau. Không thể nói được đầu sợi lông đều có cõi tịnh bất khả thuyết, đủ thứ trang nghiêm bất khả thuyết, đủ thứ kỳ diệu bất khả thuyết. Có những đầu sợi lông nhiều không thể nói hết được, đều có cõi thanh tịnh, số lượng đó là bất khả thuyết. Và trong mỗi cõi nước đều có đủ thứ sự trang nghiêm không thể nghĩ bàn, số lượng đó cũng là bất khả thuyết. Lại có đủ thứ cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn, số lượng đó cũng là bất khả thuyết. Nơi mỗi mỗi đầu sợi lông đó diễn bất khả thuyết danh chư Phật, mỗi mỗi danh có các Như Lai, nhiều bất khả thuyết, bất khả thuyết. Bồ Tát có thể ở nơi mỗi một đầu sợi lông diễn nói danh hiệu chư Phật nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi danh hiệu đều có các Như Lai, danh hiệu đều nhiều bất khả thuyết, không cách chi nói hết được. Cổ Đức có nói, thiện ác hai con đường, tu thì tu, tạo thì tạo. Đúng là tình hình như vậy, tu cái gì, tu đường lành, tạo những gì, tạo đường ác. Thiện tri thức đã cảnh cáo chúng ta không ngừng, nhưng chúng ta ngu si, chẳng nghe lời của thiện tri thức, chỉ biết loại mình, chẳng biết loại người. Tóm lại, tạo ác chẳng tu thiện, cho nên cuối cùng không thoát được sáu nẻo luân hồi. Tư tưởng của chúng ta và A Tăng Kỳ rất nhiều như nhau, vô lượng vô biên, vô cùng tận. Một niệm chạy đến thiên đường, một niệm chạy xuống địa ngục. Khởi vọng tưởng thiện thì sinh thiên, khởi vọng tưởng ác thì đọa vào địa ngục. Cho nên chúng ta mỗi cử chỉ lời nói, hành động đều phải cẩn thận, từng phút từng giây coi chừng, lúc nào cũng phải chú ý. Về mặt làm việc, làm rất là tốt, nhưng trong tâm cứ khởi vọng tưởng như vậy thì không thể thành tựu đạo quả. Phải trong ngoài như một, không khởi vọng tưởng. Có người đắc khởi vọng tưởng cho rằng người khác không biết, hàng ngày cứ khởi vọng tưởng đến địa ngục, chính mình còn không biết tại sao lại đến địa ngục. Loại người này thật đáng thương xót. Chúng ta người tu đạo phải giữ gìn lời nói của mình. Khi mọi người cùng ở với nhau thì phải phòng ngừa thị phi. Do đó có câu rằng, họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Nghĩa là họa do miệng mà ra, bệnh do ăn mà sinh. Không thể tùy tiện nói bừa bãi, dùng đừng đè sinh ra phiền não. Tốt nhất là cẩn thận lời nói, đừng nói nhiều quá, do đó có câu, thị phi chỉ vì nói nhiều quá, phiền não đều do đó mà ra. Phải ngồi một mình phòng ngừa tâm, khi mình ngồi một mình thì phải cẩn thận phòng tâm, không thể khởi vọng tưởng, nhất là ý niệm về dâm dục, càng không thể dấy khởi. Người xuất gia phải đặc biệt chú ý, phải quản lý tâm của mình, đừng khởi những vọng tưởng vô ích. Vọng tưởng ai ai cũng đều hay khởi lên, chưa từng có người nào không khởi vọng tưởng. Nhưng khi khởi vọng tưởng, phải biết vận dụng phương pháp để khống chế nó. Đừng để nó nổi sóng làm gió, dùng phương pháp gì, niệm Phật hoặc trì chú hoặc ngồi thiền hoặc lễ lạy. Tóm lại tìm chút việc làm cho tinh thần tập trung để đừng khởi vọng tưởng. Người tu đạo trước hết phải phá cửa ải sắc dục. Nếu không phá cửa ải sắc dục thì tất cả đều không có hy vọng. Suốt ngày hồ đồ điên đảo không thể thành tựu. Cho nên hôm nay tôi thành thật nói với quý vị, phải hàng phục được tâm của mình. Hàng phục được tâm thì ý niệm dâm dục sẽ không còn nữa. Nếu không đoạn trừ ý niệm dâm dục thì khi tu cái gì cũng đều không thể chứng quả thánh. Dù tu đến tám vạn đại kiếp giống như nấu cát muốn thành cơm, không có chuyện đó xảy ra. Các vị muốn đắc được quả thánh vô lậu thì nhất định phải đoạn dục khử ái, thanh tâm quả dục thì mới có một chút hy vọng. Bằng không một chút hy vọng cũng không có, chỉ bằng sớm hoàn tục còn tốt hơn. Đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Bất cứ là người nam hoặc người nữ, là tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, là cư sĩ nam hoặc cư sĩ nữ, hoặc là người già hoặc là người trẻ, ai nói ra đạo lý đúng thì tin người đó, ai nói ra đạo lý không đúng thì không tin người đó. Điều quan trọng nhất là phải có con mắt chọn pháp, phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi, lựa thiện mà theo, không thiện thì đổi. Đó là quan niệm căn bản của người tu đạo. Có người biết rõ lỗi lầm của mình mà không biết dừng lại để sửa đổi. Loại người này biết rõ mà cố phạm, thật là không kham sự giáo hóa, không kham lãnh thọ Phật Pháp. Mình không thương yêu mình không thứ lỗi cho mình thì người khác làm sao làm được.
người khác làm sao thương yêu được, cho nên về điểm này phải đặc biệt chú ý. Trên mỗi mũi thân các Đức Phật hiện bất khả thuyết các lỗ lông, và trong mỗi mũi lỗ lông đó hiện các sắc tướng bất khả thuyết. Có các vị Phật nhiều bất khả thuyết, ở trên báo thân của mỗi vị Phật hiện ra nhiều lỗ chân lông bất khả thuyết. Ở trong mỗi lỗ chân lông của chư Phật lại hiện ra vô lượng vô biên các sắc tướng, nói không ra được có bao nhiêu, cho nên nói bất khả thuyết. Tuy nhiên bất khả thuyết nhưng vẫn phải nói. Tại sao? Vì dạy bạn đừng chấp trước, chẳng chấp trước thì mới có thể giải thoát. Không thể nói được, các lỗ lông đều phóng quang minh bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi quang minh đó đều hiện hoa sen bất khả thuyết. Trên báo thân của chư Phật có nhiều lỗ chân lông bất khả thuyết. Ở trong mỗi lỗ chân lông phóng ra đại quang minh cũng bất khả thuyết. Ở trong mỗi quang minh đều hiện ra các hoa sen đủ thứ màu sắc, có hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, lớn như bánh xe. Những hoa sen đó cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi hoa sen đó đều có nhiều cánh bất khả thuyết. Trong những cánh hoa bất khả thuyết đều hiện sắc tướng bất khả thuyết. Ở trong mỗi đóa hoa sen lại có vô lượng cánh hoa sen cũng là bất khả thuyết. Ở trong bất khả thuyết cánh hoa sen, mỗi cánh hoa sen đều hiện ra đủ thứ sắc tướng cũng là bất khả thuyết. Trong các sắc bất khả thuyết đó lại hiện những cánh bất khả thuyết, quang minh trong cánh bất khả thuyết, sắc tướng trong quang bất khả thuyết. Trong đủ thứ sắc bất khả thuyết của hoa sen lại hiện ra đủ thứ cánh hoa sen cũng có nhiều bất khả thuyết. Ở trong cánh hiện ra quang minh cũng nhiều bất khả thuyết, sắc tướng hiện ra ở trong quang minh cũng nhiều bất khả thuyết. Trong sắc tướng bất khả thuyết đó, mỗi mỗi hiện quang bất khả thuyết, trong quang hiện trăng bất khả thuyết, trăng lại hiện trăng bất khả thuyết. Ở trong đủ thứ sắc tướng bất khả thuyết đó, mỗi mỗi sắc tướng lại hiện ra đủ thứ quang minh cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi quang minh lại hiện ra mặt trăng cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mặt trăng lại hiện ra mặt trăng trùng trùng vô tận cũng nhiều bất khả thuyết. Trên báo thân chư Phật bất khả thuyết, mỗi mỗi hiện ra các lỗ chân lông nhiều bất khả thuyết. Trong mỗi lỗ chân lông lại hiện ra cõi nước chư Phật, lại hiện ra hoa sen báo lớn, lại hiện ra bất khả thuyết cánh hoa sen. Ở trong mỗi cánh hoa đều phóng quang minh, ở trong quang minh lại phóng quang minh, hiện ra đủ thứ sắc tướng vô cùng vô tận. Trong quang minh hiện ra mặt trăng, trong mặt trăng lại hiện ra mặt trăng. Cảnh giới đó đều do chư Phật hiện ra. Trên thân của chúng ta chúng sinh cũng có sở hiện. Hiện cái gì? Hiện ra vi trùng. Trên thân của chúng ta có vô lượng vi trùng. Vi trùng này còn hôi thối hơn vi trùng trong nhà cầu. Trên thân của mỗi vi trùng lại hiện ra bất khả thuyết tế khuẩn, vi khuẩn cực nhỏ. Những tế khuẩn này có mắt của phàm phu nhìn chẳng thấy được, người chứng được thiên nhãn thông mới nhìn thấy được. Kính hiển vi đặc biệt hiện tại cũng nhìn không thấy được. Tế khuẩn này rất là bố láo, bất quá chính chúng ta chẳng biết mà thôi. Vi trùng lớn thân thể xem giống như là bảo bối quan trọng, lại sợ đói, lại sợ khát, lại sợ lạnh, lại sợ nóng, nghĩ hết biện pháp để bảo hộ vi trùng lớn này. Tại sao phải thương mến đó? Vì có tâm bà độc, có tâm tham bèn sinh ra vi trùng tham dục, có tâm sân bèn sinh ra vi trùng sân hận, có tâm si thì sinh ra vi trùng ngu si. Tóm lại, có tư tưởng gì rồi thì sinh ra vi trùng đó. Tư tưởng của chúng ta so với giỏi trong nhà cầu còn bố láo hơn gấp 10 lần. Cứ nghĩ tả chi tả kiến, chẳng có một chút tránh trì tránh kiến. Càng bố láo thì càng bố láo nghĩ đồng tây, cho đến tạo thành thế giới bố láo, thế giới ô nhiễm, cho nên biến thành đời ác năm trược. Đời ác năm trược là do tâm vọng tưởng chẳng thanh tịnh của chúng ta tạo thành. Năm trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Năm trược này thật là đáng sợ. Trong tâm của chúng ta có ý niệm bất chánh đáng, như ý niệm đố kỵ và ý niệm chứa ngại, lúc nào cũng đang tác quái, nhưng chính mình không thừa nhận có tà tri tà kiến, tìm cách che đậy nó lại để người khác không biết. Kỳ thật, hành vi xấu xí này so với yêu ma quỷ quái còn xấu xí gấp 10 lần. Sự xấu xí nói đơn giản là giống như tỏa ra mùi hôi thối, sống đến cõi trời 33 khiến cho trời đế thích phải bịt mũi bỏ chạy. Các vị xem, mùi hôi thối này có lợi hại chăng? Có thể biết mùi hôi đó không thể ngửi được vậy. Tư tưởng và hành vi của mình dù có hôi thối như vậy mình cũng không biết, cho rằng mình là người thanh cao, hóa ra làm cho thế giới ô nhiễm, do đó mà biến thành đời ác năm trược. Các vị phải biết,
Một niệm của chúng ta chánh thì hỗ trợ trời đất thêm chánh khí. Một niệm của chúng ta là tà thì hơi thối xung thiên, khiến cho trời đất dung nạp không hết. Đây chẳng phải là nói chơi, càng chẳng phải là hí luận, mà đúng sự thật là như vậy. Trong các mặt trăng bất khải thuyết, mỗi mỗi hiện quang bất khải thuyết, và trong mỗi mỗi quang minh đó lại hiện mặt trời bất khải thuyết. Ở trong các mặt trăng nhiều bất khải thuyết, mỗi mặt trăng lại hiện ra ánh sáng mặt trăng cũng nhiều bất khải thuyết. Ở trong mỗi ánh sáng mặt trăng lại hiện ra các mặt trời cũng nhiều bất khải thuyết. Trong các mặt trời bất khải thuyết, mỗi mỗi hiện sắc bất khải thuyết. Ở trong mỗi mỗi các sắc đó lại hiện quang minh bất khải thuyết. Ở trong các mặt trời nhiều bất khải thuyết, mỗi mặt trời lại hiện ra đủ thứ màu sắc cũng nhiều bất khải thuyết. Ở trong mỗi một thứ màu sắc lại hiện ra đủ thứ quang minh cũng bất khải thuyết. Ở trong mỗi mỗi quang minh đó hiện bất khải thuyết tòa sư tử, mỗi đồ trang nghiêm bất khải thuyết, mỗi mỗi quang minh bất khải thuyết. Ở trong mỗi luồng quang minh lại hiện ra bất khải thuyết tòa sư tử, lại hiện ra đồ trang nghiêm, mỗi thứ đồ trang nghiêm đều nhiều bất khải thuyết, lại hiện ra quang minh, mỗi luồng quang minh đều có diệu sắc nhiều bất khải thuyết. Sắc đẹp trong quang bất khải thuyết, tịnh quang trong sắc bất khải thuyết. Ở trong mỗi mỗi tịnh quang đó lại hiện đủ thứ diệu quang minh. Diệu sắc hiện ra ở trong quang minh cũng bất khải thuyết. Quang minh thanh tịnh hiện ra ở trong diệu sắc cũng nhiều bất khải thuyết. Ở trong mỗi thứ quang minh thanh tịnh lại hiện ra đủ thứ diệu quang minh. Cảnh giới đó đều là không thể nghĩ bàn. Quang đó lại hiện đủ thứ quang không thể nói ra bất khải thuyết. Ở trong đủ thứ quang minh đó đều hiện báu đẹp như tu di. Ở trong quang minh đó lại hiện ra đủ thứ quang minh nhiều bất khả thuyết không thể nói ra được. Ở trong đủ thứ quang minh đó, trong mỗi mỗi quang minh lại hiện ra báu đẹp bất khả thuyết cao lớn như núi tu di. Chúng ta và hư không hợp mà làm một, chúng ta có vọng tưởng gì thì sẽ tỏa ra mùi vị đó. Mùi vị này đầy rẫy hư không, hư không đã bị nhiễm ô, chúng ta hít vào trong cơ thể bèn sinh ra đau bệnh, nhẹ thì toàn thân khó chịu, nặng thì ảnh hưởng đến sự hô hấp. Chúng ta khởi vọng tưởng tà tri tà kiến như tâm sát sanh, tâm trộm cắp, tâm tà dâm, tâm nói dối, tâm sân hận, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, vân vân. Có những thứ độc tố này trong tâm khi phun ra ngoài thì làm nhiễm ô không khí, cho nên ở trong không khí tồn tại rất nhiều độc khí. Nếu hít vào trong cơ thể thì sẽ bị trúng độc. Tế bào trong cơ thể sẽ sinh ra sự biến hóa, chẳng phải ung thư thì bệnh nặng, khiến cho con người chịu không thấu, cho nên tư tưởng và hành vi của chúng ta nhất định phải chân chánh quang minh, bằng không chỉ làm tăng thêm độc khí cho trời đất. Vũ trụ đầy rẫy khí độc thì chúng sinh toàn thế giới sẽ bị trúng độc mà chết. Vọng tưởng của chúng ta là ác thì độc khí ở trong hư không nhiều một chút. Vọng tưởng của chúng ta là thiện thì tưởng khí ở trong hư không nhiều một chút. Độc khí đầy rẫy trong hư không còn lợi hại hơn đạn nguyên tử gấp ngàn vạn lần. Trong thân thể của chúng ta cũng có đạn nguyên tử, đạn laser, đạn hạt nhân, vân vân. Nếu trong tâm của chúng ta chẳng có những thứ này thì thế giới vốn chẳng hiện ra những thứ này. Ở bên trong chúng ta có những gì thì sẽ hiện ra bên ngoài cái ấy. Nếu bên trong chẳng có thì bên ngoài cũng chẳng có. Do đó, vạn pháp do tâm tạo. Cổ nhân có nói, trời đất vốn vô sự, con người tự làm ra. Đây là nói người ngu si, cảm thấy cái này cũng là thật, cái kia cũng là thật, thật lại thật đi. Thì chết thật, chính mình còn không biết vì sao mà chết, thật là đáng thương. Người ngu si ở trên thế giới này điên điên đào đào, phiền phiền não não, tranh tranh não não, chẳng có khi nào ngừng được. Bên ngoài chẳng có thì bên trong có, bên trong chẳng có thì trong lúc ngủ lại có. Có cái gì? Có vọng tưởng. Vọng tưởng lăng xăng, tâm chẳng thanh tịnh. Phải biết vọng tưởng là hòn đá cột chân người tu đạo, chướng ngại thành tựu đạo nghiệp. Các vị xem, con người thật là quái vật. Mình còn không thừa nhận mình là quái vật, còn thương tiếc cho rằng thân thể của mình là đồ quý giá, lúc nào cũng nghĩ đến nó, cho nó ăn uống đồ bổ, khiến cho nó sống thêm mấy năm. Bất cứ là thần phụ, mục sư, hòa thượng, rất nhiều người ăn uống thuốc bổ mỗi ngày, cho rằng đó là sự kéo dài mạng sống để được mạnh khỏe, có thể duy trì mạng sống trường sinh bất tử. Hôm nay tôi nói với mọi người, bất khỏi vọng tưởng thì rất có lợi ích hơn với bất cứ thuốc bổ nào. Nếu không tin đạo lý này thì đó là ngu si đến cực điểm. Đạo lý chân chánh này không thể không tin. Không tin tức là chẳng có trí huệ. Người chẳng có trí huệ thì không tin chân lý.
Chân lý là gì? Tức là đạo lý trần tránh. Ví như người có dục niệm nặng, uống thuốc bổ gì cũng vô dụng. Tại sao? Vì lậu đi hết. Họ chẳng hiểu đạo dưỡng sanh, chân tránh, thanh tâm quả dục. Chúng ta người tu đạo trước hết phải đoạn dục khử ái, đó là pháp tắc cơ bản. Bằng không tu đến 8 vạn đại kiếp cũng không thể nào thành tựu được. Hôm nay tôi nói lời thật, hy vọng các vị nghe rồi, hãy thu hồi tham sân si ba độc của mình lại. Đừng để tỏa độc ra ngoài hư không, để cho tất cả chúng sinh hít thở không khí tươi mát trong lành. Công đức của các vị thật vô lượng, đó là gián tiếp phóng sinh. Và tôi hy vọng các vị mọi người tiêu diệt hết mọi vọng tưởng. Chẳng còn vọng tưởng nữa thì tất cả đều tự tại đắc được lợi ích. Mùa đông tại Vạn Phật Thành là khảo nghiệm định lực của người tu đạo, là rèn luyện thân tâm của người tu đạo. Mùa hè tại Vạn Phật Thành cũng là khảo nghiệm. Do đó, tất cả là khảo nghiệm, xem bạn làm thế nào. Trước mắt không nhận thức, hãy luyện lại từ đầu. Mọi người phải nhớ câu này. Cách đây mấy ngày chúng ta đã Phật thất và thiền thất, một Phật thất và ba thiền thất, tổng cộng 4 tuần lễ. Do đó có câu đông thiền hạ học. Vào mùa đông vì thời tiết lạnh cho nên phải tham thiền đà tọa. Vào mùa hè vì thời tiết nóng nực cho nên phải giảng kinh thuyết pháp. Tại sao? Vì mùa hè nóng nực, nếu tham thiền đà tọa, ngồi thiền mồ hôi chảy ra, trong tâm bực bội, ngồi không yên. Mùa đông trời lạnh, mặc áo lạnh và ngồi thiền tĩnh tọa, tâm an dễ nhập định. Bây giờ tôi kể một câu chuyện để tham khảo. Trước kia có một vị thiện tri thức dẫn một số đồ đệ đi ra ngoài tham phương, vì đều là người phương Nam đi đến phương Bắc. Lúc đó đúng vào thời tiết lạnh lẽo bằng giá, làm lạnh chết một số côn trùng nhỏ, côn trùng lớn chịu cũng không thấu. Bèn ở chỗ đất trống nhóm lửa lên để sưởi ấm. Vị thiện tri thức nhìn thấy bèn la lớn nói: người tu đạo nếu không thể chịu đói chịu lạnh còn tu đạo gì nữa. Do đó bèn dùng nước dập tắt lửa, còn dạy rằng các vị không tự làm sinh ra lửa trong người của mình, mà đi tìm lửa bên ngoài hơi cho ấm, thật là không có chí khí. Đám đồ đệ thấy sư phụ nổi nóng, đều nhìn nhau không nói, dập tắt hết lửa bên ngoài, sinh khởi lửa trong nội tâm, ngồi xuống bắt đầu ngồi thiền và không cảm thấy lạnh nữa. Do đó có thể thấy, chúng ta không thể mượn duyên bên ngoài, mà phải tự cường bất tức, dùng nghị lực của mình để khắc phục hoàn cảnh bất như ý. Trong mỗi quang minh hiện báu đẹp, không thể nói ra bất khả thuyết. Mỗi báu đẹp như tu di đó hiện các cõi nước bất khả thuyết. Ở trong mỗi luồng quang minh hiện ra các báu đẹp như núi tu di, nhiều không thể nào nói ra được số giáo có bao nhiêu, cho nên mới nói bất khả thuyết. Trong mỗi báu đẹp nhiều như núi tu di đó lại hiện ra tất cả cõi nước chư Phật, số lượng đó cũng nhiều không thể nói ra bất khả thuyết. Hết tu di báu không thừa sót, thị hiện cõi nước đều như vậy. Dùng một cõi nước nghiền làm bụi, một bụi sắc tướng bất khả thuyết. Hết các núi tu di báu không biết số là bao nhiêu, thì hiện ra cõi nước chư Phật nhiều bất khả thuyết như vậy. Dùng một cõi nước nghiền nát ra làm bụi, ở trong mỗi hạt bụi lại phóng ra vô lượng quang minh sắc tướng, cũng là bất khả thuyết. Các cõi làm bụi, bụi có tướng, không thể nói được bất khả thuyết. Như vậy đủ thứ các bụi tướng để phóng quang minh bất khả thuyết. Đẹp hết thảy cõi nước, thảy đều nghiền nát thành bụi. Ở trong mỗi hạt bụi lại có vô lượng quang minh sắc tướng, cũng nhiều không thể nào dùng lời nói để nói ra, cho nên nói bất khả thuyết. Đủ thứ các sắc tướng như vậy đều phóng ra quang minh cũng bất khả thuyết. Trong quang hiện Phật bất khả thuyết, Phật, pháp Phật nói ra bất khả thuyết. Trong pháp diệu kệ bất khả thuyết, nghe kệ hiểu được bất khả thuyết. Ở trong quang minh hiện ra vô lượng vô số chư Phật cũng bất khả thuyết. Diệu pháp của mỗi vị Phật nói ra vô lượng vô biên cũng là bất khả thuyết. Ở trong diệu pháp có rất nhiều diệu kệ cũng là bất khả thuyết. Nghe những bài kệ rồi bèn hiểu rõ cũng là bất khả thuyết. Trong niệm niệm hiểu bất khả thuyết, hiện rõ trần đế bất khả thuyết, thì hiện vị lai tất cả Phật thường diễn nói pháp vô cùng tận. Sự hiểu rõ các pháp bất khả thuyết đó ở trong niệm niệm hiện rõ đế chân thần cũng là bất khả thuyết. Lại thị hiện tất cả chư Phật vị lai thường diễn nói tất cả diệu pháp cũng là vô cùng vô tận. Mỗi Phật pháp bất khả thuyết, đủ thứ thanh tịnh bất khả thuyết, vang diệu âm thanh bất khả thuyết, chuyệt bánh xe pháp bất khả thuyết. Pháp của mỗi vị Phật nói ra là diệu pháp thâm sâu vô thượng, không thể dùng lời nói để nói ra được. Đủ thứ thanh tịnh diệu pháp, thanh tịnh bổn nguyên, diệu chân như tính, đạo lý này rộng lớn vô biên cũng là bất khả thuyết.
Diệu âm thanh của Phật nói ra cũng là bất khả thuyết. Phật thường truyền bánh xe pháp, nói hết tất cả chánh pháp cũng là bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi pháp luân đó diễn tu đa la bất khả thuyết. Trong mỗi mỗi tu đà la đó, pháp môn khác nhau bất khả thuyết. Ở trong mỗi một pháp luân sẽ nói tu đa la kinh điển cũng là nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi bộ tu đà la lại có tất cả pháp môn khác nhau cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi pháp môn đó lại nói các pháp bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi các pháp đó đều phục chúng sinh bất khả thuyết. Ở trong mỗi một pháp môn lại dễ nói tất cả các pháp cũng là bất khả thuyết. Ở trong mỗi các pháp đều phục tất cả chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Hoặc lại nơi đầu một sợi lông tưởng an trụ bất khả thuyết kiếp, như các đầu lông khác cũng thế, an trụ kiếp số đều như vậy. Hoặc lại ở nơi đầu một sợi lông không biết Phật trụ bao nhiêu đại kiếp, số kiếp đó cũng là bất khả thuyết. Tại một đầu sợi lông như vậy, ở những đầu sợi lông khác cũng như thế, kiếp số an trụ đều là bất khả thuyết. Tâm ngài vô ngại bất khả thuyết, biến hóa chư Phật bất khả thuyết, mỗi mỗi biến hóa các Như Lai lại hiện biến hóa bất khả thuyết. Tâm của Phật là viên dung vô ngại cũng là bất khả thuyết. Lại ở đầu sợi lông biến hóa ra tất cả chư Phật cũng là bất khả thuyết. Tất cả chư Phật biến hóa ra đều là tướng tốt trang nghiêm, và trong sự biến hóa lại hiện sự biến hóa trùng 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 biến hóa cũng là bất khả thuyết. Pháp thần Phật đó bất khả thuyết, Phật đó phân thân bất khả thuyết, trang nghiêm vô tượng bất khả thuyết, đi đến mười phương bất khả thuyết. Pháp thần của Phật là khắp cùng tất cả mọi nơi, vô tại vô bất tại, chẳng có số mục có thể hình dung được, cho nên nói là bất khả thuyết. Phần thần của Phật là tận hư không khắp pháp giới, ở trong mỗi hạt bụi đều có phân thân của Phật cũng là bất khả thuyết. Cõi nước của Phật là trang nghiêm vô lượng cũng là bất khả thuyết. Phật thường thường đi đến cõi nước chư Phật trong mười phương để giáo hóa chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Đi khắp cõi nước bất khả thuyết, quan sát chúng sinh bất khả thuyết, thanh tịnh chúng sinh bất khả thuyết, điều phục chúng sinh bất khả thuyết. Phật vì giáo hóa chúng sinh mà đi khắp các cõi nước cũng là bất khả thuyết. Phật vì quan sát nhân duyên của tất cả chúng sinh nào đáng độ được, liền đi độ thoát cũng là bất khả thuyết. Thanh tịnh chúng sinh nhiều bất khả thuyết, khiến cho họ phát bồ đề tâm tu bồ đề đạo. Phật dùng đủ thứ pháp môn để điều phục chúng sinh căng cường, khiến cho họ nhu thuận nhiều bất khả thuyết. Các trang nghiêm đó bất khả thuyết, các thần lực đó bất khả thuyết, các tự tại đó bất khả thuyết, các thần biến đó bất khả thuyết. Đạo tràng của mỗi vị Phật đều thanh tịnh trang nghiêm cũng là bất khả thuyết. Hết thảy thần lực của chư Phật rộng lớn vô biên cũng là bất khả thuyết. Tất cả tự tại của chư Phật nhậm vận tự như cũng là bất khả thuyết. Thần thông của chư Phật thiên biến vạn hóa cũng là bất khả thuyết. Hết thảy thần thông bất khả thuyết, hết thảy cảnh giới bất khả thuyết, hết thảy giá trị bất khả thuyết, chủ tại thế gian bất khả thuyết. Hết thảy thần thông diệu dụng của chư Phật cũng là bất khả thuyết. Hết thảy tất cả cảnh giới của chư Phật cũng là bất khả thuyết. Sự giá trị của chư Phật cũng là bất khả thuyết. Tướng của chư Phật trụ thế gian cũng là bất khả thuyết. Thanh tịnh thật tướng bất khả thuyết, nói tu đa la bất khả thuyết. Nơi mỗi mỗi tu đà la đó sẽ nói pháp môn bất khả thuyết. Lý thể thật tướng thanh tịnh cũng là bất khả thuyết, nói tất cả nghĩa lý kinh điển cũng là bất khả thuyết. Trong bất khả thuyết kinh điển, mỗi một bộ kinh điển sẽ nói pháp môn vô cùng vô tận cũng là bất khả thuyết. Học Phật pháp càng học phải càng thông minh mới có cơ hội khai ngộ, chẳng phải càng học càng ngu si, học nhiều năm mà chẳng tăng trưởng trí huệ, vẫn hồ đồ chẳng biết gì là chánh pháp, gì là tà pháp. Tại sao? Vì chẳng nghiên cứu triệt để. Nghe Phật pháp là giáo hóa chúng ta cung hành thực tiễn, y giáo phụng hành, y pháp tu hành. Chẳng phải nghe kinh rồi thì đem kinh điển đè vào trong tủ không còn dùng nữa. Đạo lý nghe được phải tự hỏi mình có thể làm được như vậy chăng, hoặc Phật pháp như vậy mới không lãng phí công phu, mới không lãng phí thời gian. Cổ nhân có nói là pháp, hành là. Lại nói rất hay, nói rất giỏi, chẳng thực hành chẳng phải đạo. Đạo là hành, chẳng hành đâu có dùng đạo. Đức là làm, chẳng làm sao có đức. Trời mùa đông lạnh như thế này mà đến giảng Phật pháp, đến nghe Phật pháp phải thân thể lực hành, cung hành thực tiễn mới là hành vi nghe pháp. Bằng không bất cứ nghe bao nhiêu kinh, nghe bao nhiêu pháp cũng chẳng ích gì. Điểm này hy vọng các vị hiểu rõ thâm sâu. Tu đạo, tu đạo, tu đạo, phải tu đạo.
thế nào là tu đạo? Ăn cơm là tu đạo, mặc áo là tu đạo, ngủ là tu đạo. Khi ăn cơm phải ăn cho hết sạch, không thể chừa nửa bát đổ vào thùng rác làm tiêu hao phước báo. Khi mặc áo phải mặc áo sạch sẽ, không thể mặc áo dơ bẩn, bằng không mất đi oai nghi. Khi ngủ thì cũng phải mặc đồ ngủ sạch sẽ đàng hoàng, không thể cầu thả. Nếu người khác nhìn thấy thật là khó coi, nhất là người xuất gia, đi đứng nằm ngồi bốn oai nghi lớn, càng phải chú ý. Vậy Phật Thánh Thành mới bắt đầu, nơi nơi phải có quy củ, tất cả phải làm cho tốt. Trước hết phải từ chỗ nhỏ, mỗi người phải dọn dẹp phòng ngủ của mình cho sạch sẽ. Dù một tờ giấy, một cây bút đều phải để chỗ nên để, một cây kim, một sợi chỉ cũng không thể để bậy bạ. Phải dưỡng thành tập quán tốt thì tương lai đi ra ngoài tham phương cũng phải tề chỉnh, sai một chút cũng không được, điểm này phải đặc biệt chú ý. Ở trong mỗi mỗi pháp môn đó lại nói các pháp bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi các pháp đó hết thảy quyết định bất khả thuyết. Trong bất khả thuyết pháp môn, mỗi thứ pháp môn lại nói tất cả các pháp cũng là bất khả thuyết. Trong các pháp bất khả thuyết, mỗi một thứ pháp hết thảy quyết định cũng là bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi quyết định đó đều phục chúng sinh bất khả thuyết, không thể nói ra pháp đồng loại, không thể nói ra tâm đồng loại. Trong bất khả thuyết quyết định, mỗi thứ quyết định đều có thể điều phục tất cả chúng sinh căn cường cũng là bất khả thuyết. Có pháp đồng loại không thể nói ra và tâm đồng loại không thể nói ra. Không thể nói ra pháp khác loại, không thể nói ra tâm khác loại, không thể nói ra căn khác loại, không thể nói ra lời khác loại. Có pháp khác loại nhiều không thể nói ra được, có tâm khác loại nhiều không thể nói ra được, có căn khác loại không thể nói ra được, có lời lẽ khác loại không thể nói ra được. Niệm niệm ở chỗ các sở hành, điều phục chúng sinh bất khả thuyết, hết thảy thần thông bất khả thuyết, hết thảy thị hiện bất khả thuyết. Trong niệm niệm của Bồ Tát, tất cả chỗ sở hành, điều phục chúng sinh căn cường đều thành chúng sinh nhu thuận, số lượng đó nhiều không thể nói ra được. Hết thảy thần thông biến hóa cũng bất khả thuyết, hết thảy tự tại thị hiện cũng bất khả thuyết. Ở trong thời kiếp bất khả thuyết, ở trong sai biệt bất khả thuyết, Bồ Tát đều phân biệt nói được, những người tính toán không làm được. Trải qua trong các thời kiếp cũng là bất khả thuyết, ở trong hết thảy sự khác biệt cũng là bất khả thuyết. Nhưng sự bất khả thuyết này Bồ Tát đều phân biệt nói ra được, tất cả những người tính toán giỏi chẳng có cách chi làm được. Nơi một đầu lông cõi lớn nhỏ, cõi tạp nhiễm thanh tịnh thô tế, tất cả bất khả thuyết như vậy, mỗi mũi thấu rõ phân biệt được. Nơi đầu một sợi lông có vô lượng cõi nước lớn và cõi nước nhỏ, có cõi nước tạp nhiễm và cõi nước thanh tịnh, có cõi nước thô và cõi nước tế. Những cõi nước như vậy nhiều bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát thấu rõ từng cõi và phân biệt được rất rõ ràng. Dùng một cõi nước nghiền làm bụi, bụi đó vô lượng bất khả thuyết, số bụi như vậy vô biên cõi đều tụ tập lại đầu sợi lông. Dùng một cõi nước nghiền nát thành hạt bụi, số lượng những hạt bụi đó nhiều bất khả thuyết, vô lượng vô biên số hạt bụi cõi nước đó thầy đều tụ tập tại một đầu sợi lông. Đó là cảnh giới trong nhỏ dùng lớn. Các cõi nước đó bất khả thuyết cùng tụ đầu lông không chật hẹp, không khiến đầu lông có lớn thêm, mà cõi nước đó đều tụ lại. Các cõi nước đó nhiều bất khả thuyết đều cùng tụ tập ở nơi đầu một sợi lông, nhưng không chật hẹp, cũng chẳng khiến cho đầu sợi lông lớn thêm, mà tất cả cõi nước đều tụ tập trên đầu sợi lông. Ở trong hết thảy các cõi nước, hình tướng như xưa không tạp loạn, như một cõi nước không tạp loạn, tất cả cõi nước đều như thế. Hết thảy các cõi nước trên đầu sợi lông chẳng những không chật hẹp, mà hình tướng vẫn như cũ, chẳng có sự tạp loạn, đều có thứ tự. Một cõi nước tình hình như vậy, hết thảy cõi nước cũng đều như thế. Cảnh giới hư không chẳng bờ mé, đều để đầu lông khiến đầy rẫy. Đầu lông các cõi nước như vậy, Bồ Tát một niệm đều nói được. Cảnh giới hư không chẳng có bờ mé, đều để đầy rẫy nơi đầu sợi lông, khiến cho hư không đầy ắp không có không gian. Nhiều đầu sợi lông như vậy, trên mỗi đầu sợi lông có bất khả thuyết cõi nước, nhưng Bồ Tát ở trong một niệm đều nói ra được. Ở trong một lỗ lông rất nhỏ, bất khả thuyết cõi lần lượt vào, lỗ lông dung được các cõi đó, các cõi không thể đẩy lỗ lông. Trong một lỗ chân lông rất nhỏ, có bất khả thuyết bụi cõi lần lượt tiến vào trong lỗ chân lông, mà trong lỗ chân lông dung nạp được các cõi nhiều như hạt bụi ấy. Nhưng cõi nước nhiều như hạt bụi đó không thể nào chiếm đầy lỗ chân lông. Lúc vào kiếp số bất khả thuyết,
Lúc thọ kiếp số bất khả thuyết, tại lúc hàng liệt an trụ này, tất cả các kiếp không thể nói. Khi vào số lượng kiếp cũng là bất khả thuyết, khi thọ số lượng kiếp cũng bất khả thuyết. Khi hàng liệt an trụ, hết thảy tất cả kiếp, chẳng có cách chi có thể nói được rõ ràng, rốt ráo có bao nhiêu tiểu kiếp. Nhiếp thọ an trụ như vậy rồi, hết thảy cảnh giới bất khả thuyết, lúc vào phương tiện bất khả thuyết, và rồi sở tác bất khả thuyết. Sau khi nhiếp thọ an trụ rồi, hết thảy cảnh giới bất khả thuyết, bất khả thuyết, khi vào phương tiện là bất khả thuyết, và rồi sở tác cũng bất khả thuyết. Ý cần tỏ rõ bất khả thuyết, du lịch các phương bất khả thuyết, dũng mãnh tinh tấn bất khả thuyết, tự tại thần biến bất khả thuyết. Ý cần của Bồ Tát minh bạch thấu rõ là bất khả thuyết. Bồ Tát du lịch mười phương thế giới, giáo hóa chúng sinh là bất khả thuyết. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn hành Bồ Tát đạo là bất khả thuyết. Bồ Tát có thần thông tự tại biến hóa là bất khả thuyết. Hết thảy tư duy bất khả thuyết, hết thảy đại nguyện bất khả thuyết, hết thảy cảnh giới bất khả thuyết, tất cả thông đạt bất khả thuyết. Sự tư duy của Bồ Tát cũng là bất khả thuyết, những đại nguyện của Bồ Tát cũng là bất khả thuyết, những cảnh giới của Bồ Tát cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đối với hết thảy tất cả đều thông đạt vô ngại cũng là bất khả thuyết. Thân nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết, lời nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết, ý nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết, tin hiểu thanh tịnh bất khả thuyết. Thân nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh không nhiễm cũng là bất khả thuyết, lời nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh không nhiễm cũng là bất khả thuyết, ý nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh không nhiễm cũng là bất khả thuyết. Ba nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh đến cực điểm chẳng có chút tư tưởng nhiễm ô nào. Bồ Tát đối với tin hiểu hành chứng rất thanh tịnh cũng là bất khả thuyết. Chúng ta học Phật Pháp phải y chiếu tin hiểu hành chứng bốn giai đoạn này tu hành mới có thể được giải thoát. 1. Tin nghĩa là không hoài nghi, phải tin hiểu tam tạng 12 bộ kinh của Phật nói. Đức Phật là bậc thánh nhân không nói dối, lời lẽ nói ra đều chân thật, phải tin nhân quả. Do đó trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Phải tin luân hồi, do đó tu thập thiện sinh về trời, giữ năm giới sinh làm người. Phải tin tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Nếu giết hại một chúng sinh, tức là gián tiếp giết hại một vị Phật. Do đó, tin là nguồn gốc mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành. 2. Hiểu, nghĩa là hiểu biết. Bất cứ chủ nghĩa và tư tưởng nào, nếu không hiểu biết triệt đề mà tin mù quáng, đó là mê tín. Cho nên phải có con mắt chọn pháp, biết lựa chọn thế nào là chánh pháp, thế nào là tà pháp. Tóm lại, nếu không trái ngược với truyền thống tư tưởng thì có thể tin, nhưng phải được vị thiện tri thức chỉ dẫn, bằng không tu mù đệm đuôi, lãng phí công phu, chẳng những không được lợi ích, thậm chí còn bị hại. 3. Hành, nghĩa là đem công sức ra thực hành. Tin kinh điển của Phật nói rồi, tinh tấn nghiên cứu, hiểu rõ rồi, nếu không áp dụng tu hành thì không lợi ích gì cả. Do đó, ngồi mà nói không bằng đứng dậy đi, bằng không trở thành thiền nơi miệng lưỡi. Nói một trượng không bằng làm một thước. 4. Chứng, nghĩa là chứng được cũng là điểm cuối của hành, đắc được sự thu hoạch rốt ráo. Do đó, trồng trọt một phần, thu hoạch một phần. Nếu không nỗ lực trồng trọt thì tuyệt đối không có gì để thu hoạch. Thu hoạch học Phật Pháp là gì? Tức là chấm dứt sinh tử, đắc được cứu kính niết bàn. Cho nên phải xin tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si mới chứng được thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn. Đó mới là khoái lạc thật sự, đó mới là mục đích tu học Phật Pháp. Diệu trí thanh tịnh bất khả thuyết, diệu huệ thanh tịnh bất khả thuyết, rõ các thật tướng bất khả thuyết, đoạn các nghi hoặc bất khả thuyết. Bồ Tát vì tu lục độ vạn hạnh, cho nên chứng được diệu quán sát trí, không những thanh tịnh mà còn bất khả thuyết. Trí huệ vì diệu của Bồ Tát rất thanh tịnh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát thấu rõ lý thể thật tướng của các pháp cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đã đoạn tuyệt kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc cũng là bất khả thuyết. Thoát khỏi sinh tử bất khả thuyết, thăng lên chánh vị bất khả thuyết, tam muội thâm sâu bất khả thuyết, thấu đạt tất cả bất khả thuyết. Bồ Tát đã thoát khỏi sinh tử của bà cõi cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đã thăng lên chánh vị đẳng giác Bồ Tát cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát hay nhập vào tam muội thâm sâu cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đã đạt được đạo lý tất cả pháp đều không, đều do duyên khởi mà không thực thể cũng là bất khả thuyết. Tất cả chúng sinh bất khả thuyết, tất cả cõi Phật bất khả thuyết, biết thân chúng sinh bất khả thuyết,
biết tâm họ thích bất khả thuyết. Tất cả chúng sinh nhiều bất khả thuyết, tất cả cõi Phật nhiều bất khả thuyết. Nhưng Bồ Tát biết tất cả thân chúng sinh là bất khả thuyết, lại biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh là bất khả thuyết. Tóm lại, mỗi cử chỉ hành động lời nói của chúng sinh, Bồ Tát đều biết. Khởi vọng tưởng gì, Bồ Tát cũng đều biết, đều thấy. Biết nghiệp quả họ bất khả thuyết, biết ý hiểu họ bất khả thuyết, biết phẩm loại họ bất khả thuyết, biết chủng tánh họ bất khả thuyết. Bồ Tát có thần thông bất khả thuyết, biết được nghiệp quả của tất cả chúng sinh là bất khả thuyết, biết được ý hiểu của tất cả chúng sinh là bất khả thuyết, biết được phẩm loại của tất cả chúng sinh là bất khả thuyết, biết được chủng tánh của tất cả chúng sinh là bất khả thuyết. Biết họ thọ thân bất khả thuyết, biết nơi họ sinh bất khả thuyết, biết họ đang sinh bất khả thuyết, biết họ sinh rồi bất khả thuyết. Bồ Tát biết cảnh giới nhập thai, trụ thai, thọ thân của tất cả chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết tất cả chúng sinh chết đây sinh kia, chết kia sinh đây, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, xứ sở này cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết cảnh giới của tất cả chúng sinh đang sinh ra cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết cảnh giới của tất cả chúng sinh sinh ra rồi cũng là bất khả thuyết. Biết họ hiểu rõ bất khả thuyết, biết họ hướng về bất khả thuyết, biết ngôn ngữ họ bất khả thuyết, biết nghiệp họ làm bất khả thuyết. Bồ Tát biết cảnh giới hiểu biết và thấu rõ của tất cả chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết cảnh giới hướng về của tất cả chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết ngôn ngữ học của tất cả chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết nghiệp làm của tất cả chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đại từ bi như vậy, lại ích tất cả các thế gian, khắp hiện thân mình bất khả thuyết, vào cõi chư Phật bất khả thuyết. Bồ Tát đại từ bi như vậy, thấu rõ cảnh giới bất khả thuyết của tất cả chúng sinh, để lợi ích tất cả các chúng sinh thế gian, Bồ Tát khắp thị hiện thân mình, để giáo hóa tất cả chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đi vào các cõi Phật giáo hóa chúng sinh cũng nhiều bất khả thuyết. Thế các Bồ Tát bất khả thuyết, phát sinh trí huệ bất khả thuyết, thư hỏi chánh pháp bất khả thuyết, triển dương Phật giáo bất khả thuyết. Thấy được tất cả Bồ Tát cũng là bất khả thuyết, phát sinh ra tất cả trí huệ cũng là bất khả thuyết, hay thư hỏi tất cả chánh pháp cũng là bất khả thuyết, triển dương tất cả Phật giáo cũng là bất khả thuyết. Hiện đủ thứ thân bất khả thuyết, đến các cõi nước bất khả thuyết, thị hiện thần thông bất khả thuyết, khắp cùng mười phương bất khả thuyết. Bồ Tát tùy các loài chúng sinh mà hiện ra đủ thứ thân cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đến cõi nước chư Phật mười phương cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát thị hiện đủ thứ thần thông cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát khắp cùng mười phương thế giới cũng là bất khả thuyết. Nơi nơi phần thần bất khả thuyết, gần gũi chư Phật bất khả thuyết, làm các đồ cúng bất khả thuyết, đủ thứ vô lượng bất khả thuyết. Bồ Tát phần thần đến các nơi để vì chúng sinh thuyết pháp, phần thần nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát đến các cõi nước chư Phật mười phương gần gũi chư Phật, có chư Phật nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát dùng tất cả đồ trang nghiêm để cúng dường tất cả chư Phật nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát dùng đủ thứ vô lượng đồ cúng dường nhiều bất khả thuyết. Các báu thanh tịnh bất khả thuyết, hoa sen tối thượng bất khả thuyết, tràng thơm tối thắng bất khả thuyết, cúng dường Như Lai bất khả thuyết. Dùng các báu thanh tịnh để cúng dường Phật cũng là bất khả thuyết. Dùng các thứ hoa sen tốt đẹp tối thượng để cúng dường Phật cũng là bất khả thuyết. Dùng tràng hương hoa thù thắng để cúng dường Phật cũng là bất khả thuyết. Rộng tu cúng dường tất cả Như Lai cũng nhiều bất khả thuyết. Tiến tâm thanh tịnh bất khả thuyết, ngộ hiểu tối thắng bất khả thuyết, trí thích tăng thượng bất khả thuyết, cung kính chư Phật bất khả thuyết. Việc tin Phật quan trọng nhất là phải có tín tâm thanh tịnh. Nếu chẳng có tín tâm thì cũng giống như phiêu lãng ở trong hư không, chẳng có sự thành tựu. Tín tâm thanh tịnh này cũng là bất khả thuyết. Ngộ hiểu tối thủ thắng cũng là bất khả thuyết. Trí thích tăng thượng cũng là bất khả thuyết. Cung kính cúng dường chư Phật cũng là bất khả thuyết. Tu hành bố thí bất khả thuyết, tâm đó quá khứ bất khả thuyết, ai cầu đều thí bất khả thuyết, tất cả đều thí bất khả thuyết. Tu hành phải bố thí mới có thể cứu độ chúng sinh. Tâm tu hành bố thí cũng là bất khả thuyết. Bồ đề tâm của Bồ Tát phát ra trong quá khứ cũng là bất khả thuyết. Chúng sinh có cầu gì, Bồ Tát đều bố thí cái đó cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát chẳng những bố thí cho người cần, mà cũng bố thí cho đạo tràng của chư Phật thanh tịnh trang nghiêm cũng là bất khả thuyết.
trì giới thanh tịnh bất khả thuyết, tâm ý thanh tịnh bất khả thuyết, khen ngợi chư Phật bất khả thuyết, ưa thích chánh pháp bất khả thuyết. Người tin Phật nhất định phải giữ giới thanh tịnh, giống như ở trong căn nhà sạch sẽ. Nếu không giữ giới thanh tịnh, cũng giống như ở trong căn nhà xí. Giữ giới thanh tịnh thì không phạm giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm giới lớn cơ bản. Tâm ý thanh tịnh thì không phạm tham sân si mạn nghi và thân biên giới kiến tà, mười thứ sử, tán thán khen ngợi công đức của chư Phật, ưa thích học tập chánh pháp của chư Phật, đều nhiều bất khả thuyết. Thành tựu các nhẫn bất khả thuyết, vô sinh pháp nhẫn bất khả thuyết, đầy đủ tịch tĩnh bất khả thuyết, trụ bậc tịch tĩnh bất khả thuyết. Bồ Tát tu hành nhất định phải thực hành nhẫn nhục mới đến được bờ kia. Thế nào là bờ kia? Tức là bất khả thuyết. Có người nói bất khả thuyết, làm thế nào đến được bờ kia? Làm thế nào thành tựu được ba la mật? Nếu chẳng phải ba la mật thì có thể nói ra được. Vì là ba la mật cho nên mới không thể nói được bất khả thuyết. Thành tựu tất cả nhẫn, ngộ được vô sinh pháp nhẫn, không thấy có chút pháp sinh, không thấy có chút pháp diệt, nhẫn chịu nơi tâm, đó tức là bất khả thuyết. Nói không ra được, làm sao nói? Đầy đủ tịch tĩnh cũng là bất khả thuyết. Nếu nói ra được thì chẳng đầy đủ tịch tĩnh, trụ tại bậc tịch tĩnh cũng là bất khả thuyết. Khởi đại tinh tấn bất khả thuyết, tâm đó quá khứ bất khả thuyết, tâm không thối chuyển bất khả thuyết, tâm không khuynh động bất khả thuyết. Bồ Tát sinh khởi tâm tinh tấn lớn nhất cũng là bất khả thuyết, vì quá nhiều nói cũng không hết được. Trong quá khứ tất cả pháp bất khả thuyết, hiện tại tất cả pháp bất khả thuyết, vị lai tất cả pháp bất khả thuyết. Tại sao? Vì tâm quá khứ không thể đắc được, tâm hiện tại không thể đắc được, tâm vị lai không thể đắc được. Vì ba tâm không thể đắc được, cho nên chẳng có gì có thể nói. Nếu nói được thì tâm bất thối chuyển đã thối chuyển rồi. Tất nhiên tâm chẳng thối chuyển, tại sao phải nói ra? Phàm là có thể nói ra, tức là thối chuyển. Cho nên bất khả thuyết không thể nói, chẳng khuynh hướng, chẳng động tâm, lại có gì có thể nói, cũng là không thể nói. Tất cả định tạng bất khả thuyết, quán sát các pháp bất khả thuyết, tuyệt nhiên tại định bất khả thuyết, thấu đạt các thiền bất khả thuyết. Trong tất cả định tạng nhập định cũng là bất khả thuyết. Nếu nói đó là xuất định, quan sát tất cả các pháp cũng là bất khả thuyết. Tịch nhiên ở trong định cũng là bất khả thuyết. Thấu rõ thông đạt cảnh giới của tất cả các thiền cũng là bất khả thuyết. Trí huệ thông đạt bất khả thuyết, tam muội tự tại bất khả thuyết, thấu đạt các pháp bất khả thuyết, thấy rõ chư Phật bất khả thuyết. Trí huệ thông đạt rồi còn có gì để nói? Cho nên nói bất khả thuyết. Tam muội chánh định chánh thọ đã nhậm vận tự tại, muốn nhập định liền nhập định, muốn xuất định liền xuất định, nhập định xuất định, động tĩnh nhất như hai mà chẳng hai, cũng chẳng có gì để nói. Thấu rõ thông đạt tất cả các pháp thật tướng, đó cũng là bất khả thuyết. Thấy rõ mười phương chư Phật, đó cũng là bất khả thuyết. Tu vô lượng hạnh bất khả thuyết, phát nguyện rộng lớn bất khả thuyết, cảnh giới thâm sâu bất khả thuyết, pháp môn thanh tịnh bất khả thuyết. Tu vô lượng vô biên hạnh rộng lớn, phát vô lượng vô biên nguyện rộng lớn, đều là bất khả thuyết. Đã được cảnh giới thâm sâu và pháp môn thanh tịnh đều là bất khả thuyết. Phàm là nói ra đều chẳng phải. Thế nào là nguyện rộng lớn? Tức là tu nhẫn nhục tam muội, tức cũng là phải chịu đựng. Bất cứ như thế nào đều phải nhẫn thọ. Ai áp bức mình phải nhẫn thọ không nóng giận. Ai nhục mạ tôi phải nhẫn thọ không nóng giận. Vì học Phật Pháp phải nhẫn thọ chịu đựng. Pháp lực Bồ Tát bất khả thuyết, pháp trụ Bồ Tát bất khả thuyết, các chánh niệm đó bất khả thuyết, các pháp giới đó bất khả thuyết, pháp lực của Bồ Tát tu cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát dùng pháp phương tiện trụ thế cũng là bất khả thuyết. Tất cả chánh niệm của Bồ Tát cũng bất khả thuyết. Tất cả cảnh giới của Bồ Tát cũng là bất khả thuyết. Không thể nói, không thể nói, vẫn nói. Hôm nay tôi làm thủ ca từ này không nhất định là tốt. Các vị hãy ghi nhớ đem ra để sửa lại, xem thử ai sửa tốt. Thì dùng người đó, bài kệ của tôi nói, ca từ vân vân, bất cứ ai cũng đều có thể sửa. Không phải một chữ không thể bớt, cũng chẳng phải một chữ không thể thêm, tức chẳng phải kim châm, cũng chẳng phải ngọc luật. Bây giờ hãy chú ý nghe. Tận hư không, Phật tánh dùng mãn, khắp pháp giới hữu tình uẩn dục trước. Chúng sinh thành Phật, Phật hóa đồng bào, vạn pháp do tâm tạm, đoàn kết nhất trí, phục hưng thánh giáo, cùng phấn chấn, đồng nỗ lực, dũng mãnh hướng đạo,
phải đại công trừ ích kỷ, tâm thẳng tốt nhất bày báu bên trong, rửa sạch trần ai thanh tịnh quang minh vạn Phật diệu giác. Tu phương tiện trí bất khả thuyết, học trí thâm sâu bất khả thuyết, vô lượng trí huệ bất khả thuyết, rốt ráo trí huệ bất khả thuyết. Bồ Tát tu hành phương tiện trí huệ cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát học tập trí huệ thâm sâu cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có vô lượng trí huệ cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có trí huệ rốt ráo cũng là bất khả thuyết. Các pháp trí đó bất khả thuyết, tịnh pháp luân đó bất khả thuyết, đại pháp vấn đó bất khả thuyết, đại pháp vũ đó bất khả thuyết. Bồ Tát có tất cả các pháp trí huệ cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có pháp luân thanh tịnh trí huệ cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có sức lực hưởng đại pháp vân cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có sức lực mưa đại pháp vũ cũng là bất khả thuyết. Các thần lực đó bất khả thuyết, các phương tiện đó bất khả thuyết, và trí không tịch bất khả thuyết, niệm niệm liên tục bất khả thuyết. Hết thảy tất cả sức thần thông của Bồ Tát cũng là bất khả thuyết. Hết thảy tất cả pháp phương tiện của Bồ Tát cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát chứng nhập trí huệ không tịch cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát niệm niệm liên tục cũng là bất khả thuyết. Vô lượng hạnh môn bất khả thuyết, niệm niệm luân trụ bất khả thuyết, biển cõi chư Phật bất khả thuyết, đều đi đến được bất khả thuyết. Bồ Tát có vô lượng hạnh môn cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát niệm niệm thường trụ ở trong vô lượng pháp môn cũng là bất khả thuyết. Biển cõi chư Phật mười phương tuy nhiên nhiều bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát đi đến khắp cùng hết thảy biển cõi của chư Phật để giáo hóa chúng sinh. Bụi cõi như biển cả vô lượng vô biên cũng là bất khả thuyết. Các cõi khác nhau bất khả thuyết, đủ thứ thanh tịnh bất khả thuyết, trang nghiêm khác biệt bất khả thuyết, vô biên sắc tướng bất khả thuyết. Mỗi một cõi Phật có đủ thứ hình tướng khác nhau cũng là bất khả thuyết, đủ thứ thế giới thanh tịnh cũng là bất khả thuyết. Có thế giới thành tịnh, cũng có thế giới nhiễm ô. Thế giới có sự khác nhau về hình dáng và sự trang nghiêm cũng là bất khả thuyết. Phật có 32 tướng 80 vẻ đẹp, cho nên nói vô biên sắc tướng bất khả thuyết. Đủ thứ xen tạp bất khả thuyết, đủ thứ tốt đẹp bất khả thuyết, thanh tịnh cõi Phật bất khả thuyết, thế giới tạp nhiễm bất khả thuyết. Trên thế giới có đủ thứ châu báu, hỗ tường xen tạp cũng là bất khả thuyết. Có đủ thứ trang nghiêm tốt đẹp cũng là bất khả thuyết. Có cõi Phật thanh tịnh giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc và thế giới Đông Phương Lưu Ly cũng là bất khả thuyết. Có thế giới tạp nhiễm giống như đời ác năm trưởng, thế giới của chúng ta đang ở cũng là bất khả thuyết. Biết rõ chúng sinh bất khả thuyết, biết trùm tánh họ bất khả thuyết, biết nghiệp báo họ bất khả thuyết, biết tâm hạnh họ bất khả thuyết. Bồ Tát thấu rõ tâm tánh chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết trùm tánh chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết nghiệp báo chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết tâm hạnh chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Biết cần tánh họ bất khả thuyết, biết hiểu muốn họ bất khả thuyết. Tạp nhiễm thanh tịnh bất khả thuyết, quan sát điều phục bất khả thuyết. Bồ Tát biết căn tánh của mỗi chúng sinh, hoặc là thiện căn hoặc là ác căn cũng là bất khả thuyết. Lại biết hết thảy chúng sinh, sự hiểu biết của họ như thế nào, lòng ham muốn của họ là gì cũng là bất khả thuyết. Lại biết hết thảy chúng sinh, tư tưởng của họ là tạp nhiễm hoặc là thanh tịnh. Bồ Tát quan sát hết thảy chúng sinh dùng phương pháp gì để điều phục cũng là bất khả thuyết. Biến hóa tự tại bất khả thuyết, hiện đủ thứ thân bất khả thuyết, tu hành tinh tấn bất khả thuyết, độ thoát chúng sinh bất khả thuyết. Vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, Bồ Tát dùng đủ thứ biến hóa tự tại để giáo hóa cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát thị hiện đủ thứ thân để giáo hóa cũng là bất khả thuyết. Tu hành đạo Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn cũng là bất khả thuyết. Độ thoát hết thảy chúng sinh, khiến cho họ đều khổ được vui, chấm dứt sinh tử cũng là bất khả thuyết. Thị hiện thần biến bất khả thuyết, phóng đại quang minh bất khả thuyết, đủ thứ sắc tướng bất khả thuyết, khiến chúng sinh tịnh bất khả thuyết. Bồ Tát thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát phóng đại quang minh cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát có đủ thứ sắc tướng cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho họ trở về nguồn cội, khôi phục thanh tịnh cũng là bất khả thuyết. Mỗi mỗi lỗ lông bất khả thuyết, phóng lưới quang minh bất khả thuyết, lấy quang hiện sắc bất khả thuyết, chiếu khắp cõi Phật bất khả thuyết. Trong hết thảy lỗ lông trên thân của Bồ Tát, thảy đều phóng ra vô lượng lưới đại quang minh, quang quang chiếu với nhau,
lỗ lỗ thông với nhau, vô lượng vô tận trùng trùng. Trong mỗi lưới đại quang minh lại hiện ra đủ thứ màu sắc. Do đó, năm quang 10 màu sáng lạn chói mắt, mỗi lưới quang minh chiếu khắp cõi nước chư Phật 10 phương, cảnh giới này vẫn là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Dũng mãnh vô úy bất khả thuyết, phương tiện khéo léo bất khả thuyết, điều phục chúng sinh bất khả thuyết, khiến thoát sinh tử bất khả thuyết. Bồ Tát thường phát tâm dũng mãnh và tâm vô úy cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát dùng đủ thứ phương tiện, đủ thứ pháp môn khéo léo để giáo hóa chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Chúng sinh thế giới ta bà, cử tâm động niệm đâu chẳng phải là tạo tội, đâu chẳng phải là nghiệp, căng cường thành tánh, có điều khó phục cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát khiến cho chúng sinh đó chấm dứt sinh tử thẳng đến bờ kia cũng là bất khả thuyết. Thanh tịnh thân nghiệp bất khả thuyết, thanh tịnh lời nghiệp bất khả thuyết, vô biên ý nghiệp bất khả thuyết, diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, khiến cho thân nghiệp của chúng sinh thanh tịnh không nhiễm trước, khiến cho lời nghiệp của chúng sinh thanh tịnh không nhiễm trước, khiến cho ý nghiệp của chúng sinh thanh tịnh không nhiễm trước. Vô lượng vô biên ba nghiệp thầy đều thanh tịnh, đều là bất khả thuyết. Hạnh môn thù thắng vi diệu của Bồ Tát tu cũng nhiều bất khả thuyết. Thành tựu trí báu bất khả thuyết, thâm nhập pháp giới bất khả thuyết, Bồ Tát tổng trì bất khả thuyết, khéo hay tu học bất khả thuyết. Bồ Tát thành tựu trí huệ diệu báu nhiều bất khả thuyết, Bồ Tát nhập vào pháp giới hợp với pháp giới mà là một nhiều bất khả thuyết, Bồ Tát hay tổng tất cả pháp chỉ vô lượng nghĩa nhiều bất khả thuyết, Bồ Tát khéo tu học tất cả pháp môn nhiều bất khả thuyết. Bậc trí âm thanh bất khả thuyết, âm thanh thành tịnh bất khả thuyết, chánh niệm chân thật bất khả thuyết, khai ngộ chúng sinh bất khả thuyết. Bồ Tát có âm thanh vi diệu cũng bất khả thuyết, âm thanh của Bồ Tát thanh tịnh cũng bất khả thuyết. Bồ Tát lúc nào cũng chánh niệm chẳng có tà niệm, lúc nào cũng chân thật chẳng hư ngụy cũng bất khả thuyết. Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo thọ đủ thứ khổ, tại sao? Vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh khai ngộ, hiểu rõ thế gian là khổ, xuất thế gian là vui, khai ngộ chúng sinh cũng bất khả thuyết. Đầy đủ oai nghi bất khả thuyết, thanh tịnh tu hành bất khả thuyết, thành tựu vô úy bất khả thuyết, điều phục thế gian bất khả thuyết. Cử chỉ hành động, lời nói việc làm của Bồ Tát đều y theo quy củ có pháp tắc, đều đầy đủ oai nghi. Do đó, 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, nghĩa là đi đứng, nằm ngồi đều có nghi tắc, chẳng tổn oai đức. Vì bốn đại oai nghi, do đó hành như phong, lập như tùng, tọa như trung, ngoạ như cung. Oai nghi này cũng nhiều bất khả thuyết, tâm của Bồ Tát chẳng có phiền não, tu hành hạnh môn thanh tịnh, cũng nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát thành tựu vô úy, điều phục thế gian đều là bất khả thuyết. Chúng chư Phật tử bất khả thuyết, thanh tịnh thắng hạnh bất khả thuyết, tán thán chư Phật bất khả thuyết, khen ngợi vô tận bất khả thuyết. Hết thảy đệ tử của Phật và thính chúng pháp hội cũng bất khả thuyết, tu hành hạnh môn thanh tịnh thủ thắng cũng bất khả thuyết, tán thán khen ngợi công đức mười phương chư Phật cũng bất khả thuyết, khen ngợi chẳng cùng tận cũng bất khả thuyết. Đạo sư thế gian bất khả thuyết, diễn nói tán thán bất khả thuyết, các Bồ Tát đó bất khả thuyết, thanh tịnh công đức bất khả thuyết. Thế gian có vô lượng đạo sư cũng bất khả thuyết, diễn nói tất cả các pháp, khen ngợi tất cả chư Phật cũng là bất khả thuyết. Trong pháp hội có tất cả Bồ Tát cũng bất khả thuyết, công đức thanh tịnh của Bồ Tát cũng bất khả thuyết, các bờ mé đó bất khả thuyết, hai trụ trong đó bất khả thuyết, trụ trong trí huệ bất khả thuyết, hết các kiếp trụ không nói được. Bờ mé công đức của Bồ Tát là bất khả thuyết, Bồ Tát trụ ở trong đó là bất khả thuyết, trụ trong nhiều kiếp tu trí huệ bất khả thuyết, cùng tận tất cả kiếp do giáo trụ bao nhiêu thời gian chẳng cách chi có thể nói được. Vui thích chư Phật bất khả thuyết, trí huệ bình đẳng bất khả thuyết, khéo vào các pháp bất khả thuyết, với pháp không ngại bất khả thuyết. Bồ Tát hoan hỷ ưa thích tất cả chư Phật cũng là bất khả thuyết, trí huệ của Bồ Tát và trí huệ của Phật là bình đẳng cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát khéo vào tất cả các pháp, chứng được các pháp thật tướng cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đối với tất cả các pháp viên dùng vô ngại cũng là bất khả thuyết. Ba đời như không bất khả thuyết, ba đời trí huệ bất khả thuyết, thấu đạt ba đời bất khả thuyết, trụ nơi trí huệ bất khả thuyết. Đời quá khứ bất khả đắc, đời hiện tại bất khả đắc, đời vị lai bất khả đắc. Tại sao? Vì quá khứ đã qua rồi, hiện tại cũng không ngừng, vị lai thì chưa đến. Ba đời giống như không là bất khả thuyết,
Tuy nhiên ba đời như không, nhưng trong pháp thế gian không thể nói là không. Tại sao? Nếu nói là không, chúng sẽ nghe được, bèn sinh khởi tưởng, đoạn diệt. Cho nên tại như không, lại biết chẳng không, đó là một thứ trí huệ. Người có trí huệ thấy tất cả pháp đều là viên dung vô ngại. Ba đời như không, ba đời trí huệ, cảnh giới đó đều là bất khả thuyết. Bồ Tát biết rõ thông đạt đạo lý ba đời như không, ba đời như có, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát trụ ở trong trí huệ quang minh cũng là bất khả thuyết. Diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết, vô lượng đại nguyện bất khả thuyết, thanh tịnh đại nguyện bất khả thuyết, thành tựu bồ đề bất khả thuyết. Bồ Tát chứng được diệu hạnh thù thắng cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát phát vô lượng đại nguyện cũng là bất khả thuyết. Thanh tịnh đại nguyện mà tư tưởng không nhiễm ô cũng là bất khả thuyết. Thành tựu bồ đề vô thượng giác đạo cũng là bất khả thuyết. Chư Phật bồ đề bất khả thuyết, phát sinh trí huệ bất khả thuyết, phân biệt nghĩa lý bất khả thuyết, biết tất cả pháp bất khả thuyết. Mười phương chư Phật chứng được bồ đề giác đạo cũng là bất khả thuyết, trí huệ phát sinh cũng là bất khả thuyết, phân biệt các thứ nghĩa lý cũng là bất khả thuyết, biết tất cả các pháp cũng là bất khả thuyết. Nghiêm tịnh cõi Phật bất khả thuyết, tu hành các lực bất khả thuyết, trường kỳ tu tập bất khả thuyết, một niệm ngộ hiểu bất khả thuyết, trang nghiêm thành tịnh cõi nước chư Phật cũng là bất khả thuyết, tu hành thập lực cũng là bất khả thuyết. Từ vô lượng kiếp đến nay tu tập bồ đề giác đạo cũng là bất khả thuyết, ở trong một niệm ngộ hiểu lý sinh tử luân hồi cũng là bất khả thuyết. Chư Phật tự tại bất khả thuyết, giọng nói chánh pháp bất khả thuyết, đủ thứ thần lực bất khả thuyết, thị hiện thế gian bất khả thuyết. Tự tại thần lực của mười phương chư Phật cũng là bất khả thuyết, chư Phật giọng nói chánh pháp cũng là bất khả thuyết, đủ thứ thần thông lực cũng là bất khả thuyết, thị hiện nơi thế gian để giáo hóa chúng sinh cũng là bất khả thuyết. Tóm lại những cảnh giới đó không thể dùng tâm nghĩ, không thể dùng lời lẽ bàn luận, thật là diệu không thể tả. Thanh tịnh pháp luân bất khả thuyết, dũng mãnh chuyển được bất khả thuyết, đủ thứ khai diễn bất khả thuyết, thương xót thế gian bất khả thuyết. Thử chuyển thanh tịnh diệu pháp luân cũng là bất khả thuyết, dũng mãnh tinh tấn để chuyển bánh xe pháp vô thượng cũng là bất khả thuyết, khai diễn đủ thứ diệu pháp môn cũng là bất khả thuyết, thương xót tất cả chúng sinh thế gian cũng là bất khả thuyết. Không thể nói được tất cả kiếp, khen các công đức bất khả thuyết kiếp có thể hết, đức bất khả thuyết không hết được. Bồ Tát ở trong tất cả kiếp bất khả thuyết để tán thán khen ngợi công đức bất khả thuyết của chư Phật. Bất khả thuyết kiếp vẫn không khi nào hết được, nhưng chư Phật có công đức bất khả thuyết, không cách chi nói hết được. Không thể nói hết các Như Lai, không thể nói hết các căn lưỡi, khen đức của Phật bất khả thuyết. Bất khả thuyết kiếp không hết được, có các Như Lai nhiều không thể nói, có các căn lưỡi nhiều không thể nói. Để tán thán Phật có công đức nhiều bất khả thuyết, trong các kiếp nhiều bất khả thuyết cũng nói không hết được công đức của Phật. Mười phương hết thảy các chúng sinh tất cả đồng thời thành chánh giác, trong đó một Phật hiện khắp được, không thể nói được tất cả thân. Mười phương thế giới hết thảy tất cả chúng sinh đều đồng thời thành tựu quả vị chánh giác, trong đó mỗi vị Phật hiện khắp mười phương, thì hiện phân thân nhiều bất khả thuyết để giáo hóa chúng sinh. Một thân trong bất khả thuyết đó thì hiện cái đầu bất khả thuyết, một đầu trong bất khả thuyết đó thì hiện cái lưỡi bất khả thuyết. Trong thần Phật bất khả thuyết đó, mỗi thân thị hiện vô lượng vô biên đầu, nhiều bất khả thuyết. Trong bất khả thuyết đầu đó, mỗi cái đầu lại thị hiện vô lượng vô biên lưỡi, nhiều bất khả thuyết. Lưỡi đó tức là tướng lưỡi rộng dài khắp 3.000 đại thiên thế giới. Một lưỡi trong bất khả thuyết đó thị hiện âm thanh bất khả thuyết. Một âm trong bất khả thuyết đó trải qua kiếp trụ bất khả thuyết. Mỗi cái lưỡi trong bất khả thuyết đó thị hiện đủ thứ âm thanh cũng bất khả thuyết. Mỗi âm thanh trong bất khả thuyết đó trải qua đại kiếp trụ ở thế gian cũng bất khả thuyết. Như một tất cả Phật như vậy, như một tất cả thân như vậy, như một tất cả đầu như vậy, như một tất cả lưỡi như vậy. Như một vị Phật thị hiện bất khả thuyết thân như vậy, tất cả vị Phật cũng như thế. Giống như một thân có thể thị hiện bất khả thuyết đầu như vậy, tất cả thân cũng như thế. Giống như một cái đầu có thể thị hiện bất khả thuyết lưỡi, tất cả đầu cũng như thế. Giống như một cái lưỡi có thể thị hiện bất khả thuyết âm thanh, tất cả lưỡi cũng như thế. Như một tất cả âm như vậy, bất khả thuyết kiếp luôn khen Phật, bất khả thuyết kiếp có thể hết, khen công đức Phật không hết được.
Giống như một âm thanh có thể thể hiện như vậy, tất cả âm thanh cũng như thế. Âm thanh đó ở trong tất cả, ở trong bất khả thuyết kiếp, luôn luôn tán thán khen ngợi trước Phật. Ở trong bất khả thuyết kiếp cũng không khi nào hết được, khen ngợi công đức của Phật chẳng khi nào hết được. Trong một hạt bụi thầy đều có bất khả thuyết thế giới liên hoa, trong mỗi mỗi thế giới liên hoa hiển thủ Như Lai bất khả thuyết. Ở trong mỗi hạt bụi đều có âm thanh khen ngợi Phật. Ở trong bất khả thuyết thế giới liên hoa cũng có sự khen ngợi đó. Ở trong mỗi thế giới liên hoa có hiển thủ Như Lai cũng hiểu bất khả thuyết. Cho đến pháp giới đều khác cùng, trong đó hết thảy các hạt bụi thế giới hoặc thành hoặc trụ hoại, số đó vô lượng bất khả thuyết. Do một thân mà hóa lượng, hóa vô lượng thân, từ vô lượng thân mà hóa thành một thân, cho đến khắp cùng pháp giới. Trong pháp giới hết thảy tất cả thế giới nhiều như hạt bụi, vô luận là thành hoặc là trụ hoặc là hoại hoặc là không, số đó vô lượng vô biên bất khả thuyết. Nên mỗi hạt bụi vô biên tế, vô lượng các cõi khắp đi vào, mười phương khác biệt bất khả thuyết, biển cõi phân bố bất khả thuyết. Nơi mỗi hạt bụi biến hóa làm vô lượng vô biên hạt bụi, hết thảy vô lượng vô biên cõi nước mười phương khắp vào trong một hạt bụi. Đây là cảnh giới nhỏ có thể dung lớn. Mười phương thế giới có đủ thứ sự khác nhau cũng bất khả thuyết, biển cõi chư Phật phân bố trong mười phương cũng bất khả thuyết. Trong mỗi mỗi cõi có Như Lai thọ mạng kiếp số bất khả thuyết, chư Phật tu hành bất khả thuyết, diệu pháp thâm sâu bất khả thuyết. Trong mỗi cõi nước đều có một vị Phật đang ở đó giáo hóa chúng sinh. Thọ mạng và trụ kiếp số của chư Phật đều bất khả thuyết, hạnh môn tu hành của chư Phật và diệu pháp nói ra đều là bất khả thuyết, thần thông đại lực bất khả thuyết, trí không chướng ngại bất khả thuyết, và nơi lỗ nông bất khả thuyết, lỗ nông nhân duyên bất khả thuyết. Thần thông lực của chư Phật rất lớn cũng bất khả thuyết, vô ngại trí của chư Phật rất rộng lớn cũng bất khả thuyết. Chư Phật có thể vào trong một lỗ lông truyền đại pháp luân giáo hóa chúng sinh, ở trong một lỗ lông có thể dung nạp 3.000 đại thiên thế giới mười phương. Tóm lại, 3.000 đại thiên thế giới mười phương có thể bao dung ở trong một lỗ chân lông, nhân duyên lỗ lông đó cũng bất khả thuyết.